Rồi ở đây thì cây 100 cậy đang xuống đồng anh em ơi. Máy này thì máy này máy binh không à anh em ơi. Tại tài đang khởi động. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dưỡng miền Tây của mình ha. Lúa này thì lúa đầy thơm anh em ơi, lúa này trúng cũng khá là trúng nha. Thôi dữ dằn hồng. 100 này 100 thái anh em ơi. Xa xa ở bên kia cũng có cây 100 nữa nha anh em. Đồng này thì đồng HT2 của Kiên Giang anh em ơi. Đây là tài quýt nha. Bữa nay ở đây đồng này cũng mới mở đồng cá chát luôn anh em. Bữa nay thì lúa còn xanh nè. Lúa này thì bằng rang rất là đẹp nha anh em. Cái 100 này thì một tiếng đồng hồ thì cắt có thể là 14 tông anh em ạ. Khá là chút ha. Tập lễ này đời 2021 anh em ạ. Rồi tiếp theo đội hình xe kéo. Xe kéo vô tham gia luôn anh em ạ. Đua theo cây 100 à. Lúa này giống gì anh? Ôi em bán được nhiều ký ha? 8.400 đồng một ký ô em. Rồi. Có gà lúa không? Máy này chạy thì ok rồi. Máy này. Cái này bán gơm hay là để đốt? Để đốt anh ơi. Để đốt cho có phù sa vụ sao ha. Cắt rồi mình xả liền. Hiện tại lúc này thì giá lúa đầy thơm được 8.400 đồng một ký anh em ạ. Đồng này thì cũng mới mở đồng. Lúa này thì rất là đẹp. Máy này chạy thì cắt lúa là ok anh em ạ, không có ra lúa theo đường gom ha. Hơi còn quá trời, cái hơi nó bốc. Này nó dơi dai anh em ơi, quá trời dai. Mùa này cắt khó cắt. Lúa chúng hết hồn luôn anh em ơi. Còn 100 thì đang chỉnh sửa lại anh em ơi, chỉnh sửa sơ sơ cho nó ngon lành lại coi. Mới được có 2 dòng thì một xe lúa rồi anh em. Lúa này cũng khá trúng nè, lúa này được lúa lắm. Cái này đổi gần anh em ơi, đổi gần cho nó ngon lành lại coi.
chị nghe cái này đổi gần. Hiện tại lúc này thì cây 100 đang đổi gần lại nè. Lúa này nào ngày trúng dữ lắm, trúng luôn. Sợ nó tràn. Hiện tại đang đổi gần nè anh em. Bully bơm số anh em tham khảo ha. Máy này chạy thì một tiếng đồng hồ thì 14 công anh em ạ. Hiện tại đang đổi hai cái miếng gần này ra nè anh em. Chỉnh cho nó ngon lành lại. Rồi nãy giờ đang chỉnh sửa vừa xong anh em ơi. Đi chờ đâu. Bắt đầu tiếp tục vào cuộc nha anh em. Sáng luôn. Lúc này thì gió cũng mây đưa về anh em ạ. Lúc này vô mùa mưa. Trời mưa bất thường. Độ hàm lại còn lưới cắt còn lại 2m7 anh em ạ. Máy này chạy cắt lúa thì bao phê. Cắt lúa rất là đẹp. Trăm lẻ bây giờ dễ xài lắm anh em ơi. Coi chừng 300 ngoài là sở hữu được cái em 100. 100 này 100 Thái nè. Đào to búa lớn không. Tài tài whip không. Bao này cũng cỡ năm mấy 60 kg anh em ạ. Quá điều luyện. Ngày 700-800 ngàn là bình thường. Anh em nào thất nghiệp về miền Tây gom lúa cũng dễ. Cũng dễ kiếm tiền lắm anh em ạ. Lúc này thì trời chuyển mưa quá vậy. Quá trời chuyển mưa anh em ơi. Màn hình hơi tối anh em thông cảm ha. Lúc này trời vô mùa mưa rồi. Lúa này nào ngay cũng khá là bông dày dặn lắm anh em ơi. Ký hiện tại giá lúa được 8.400 đồng một ký anh em ạ. Ba lớp. Lúc này thì lơ thì khỏe, còn lúc cái đầu thì lơ thì mệt, lơ thì dục lên mà tài chạy lại gai. Lúc này đầy thì lơ chỉ ngồi thôi, tài xế đang điều khiển. Xa trên kia cũng có cây 100 nữa anh em ạ. Thank you.
lúa này bông dày dặn dữ dằn lắm anh em, quá sạch trúng lúa này. Mùa hè lúa này lấy gì là ok rồi đó anh em, bán được 8.400 đồng một ký anh em ạ. Tài VIP gom liên tục anh em ơi. Chứ để trời chuyển mưa cái là mệt à. Làm tài sướng hơn làm lơ ha. Làm lơ dục tài khỏe lắm.